Thưa quý vị, tại huyện nông thôn Hòa Vang, ngày càng có nhiều thanh niên tìm tòi khởi nghiệp và làm giàu trên chính mảnh đất quê mình bằng cách tận dụng những lợi thế tiềm năng sẵn có. Anh Nguyễn Thành Trung ở xã Hòa Phước với mô hình nuôi chim cút là một điển hình. Tốt nghiệp đại học nhưng lại chưa kiếm được việc làm, anh Nguyễn Thành Trung, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, đành đi lái xe thuê. Năng nổ nhiệt tình tham gia công tác đoàn tại địa phương, anh được huyện đoàn tạo điều kiện đi tham quan học tập các mô hình chăn nuôi. Trong đó, anh đặc biệt quan tâm đến mô hình nuôi chim cút lấy trứng. Bắt tay vào thử nghiệm với quy mô ban đầu 5.000 con. Với hiệu quả mang lại tích cực, anh vay thêm 50 triệu đồng từ kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội dưới sự bảo trợ của huyện đoàn Hòa Vang. Đến nay, mô hình của anh đã cơ bản ổn định, lợi nhuận thu về từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Lúc đào bông đào thì 5 ngọn con, nhưng mà hiện tại thì mô hình của em cũng đã cũng được 14.000 con, cũng được mở thay một trang trại nữa. Dù đã mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, tuy nhiên hiện mô hình của anh Trung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Từ bản thân cũng mong muốn được hỗ trợ tìm kiếm được đầu ra cho thương hiệu trứng, chứ bản thân cũng đang nhờ cũng thương lé lái trứng, chứ cũng mình cũng chưa có cái đầu ra nào để tự bản thân mình quản lý cũng như là tiêu thụ cái nguồn trứng hàng ngày. Cái này thì một phần thì được ủy ban nhân xã thì người ta cũng có sự hỗ trợ đối với lại cái công tác là quảng bá cho thương hiệu, cũng như bên cạnh đó thì chỗ đoàn xã và huyện đoàn thì cũng đã hỗ trợ cho các đơn vị trong cái việc mà kêu gọi hỗ trợ cái vốn vay qua cái kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Hòa Vang. Và một phần nữa đó là cái công tác mà quảng bá truyền thông về sản phẩm á, thì cũng được đoàn các cấp từ huyện đến cơ sở cũng quan tâm và quảng bá thêm cho thương hiệu của những thanh niên khởi nghiệp từ chính của nông thôn Hòa Vang. Mới đây, trong chuyến khảo sát các mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã ghi nhận kiến nghị của anh Trung và nhiều mô hình khác, đồng thời cho biết sẽ sớm có các giải pháp để huy động nguồn vốn, hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng, cũng như tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp.